Chi bể vậy em kiếm tại. Bớt này chú trên bản nhãn vào tháng qua
Em xin chào đại ca. Hỏi chào. Em chúc mừng huynh chí nguyện đạt thành. Hôm nay á là một ngày lành, dành sẵn cho anh em bài ra yếm tiệc. Nhà ngươi phải biết ta là đảng viên, hãy theo thánh ngôn, nói năng thì chịu. Chắc là nhà ngươi còn quên một chuyện, cho ta ăn chết con ăn cả chiều. Vậy hôm nay cùng đồng đều lịch đều du lễ ơn mười hai đời nghiệp. Thôi cái thằng dùng ơn bạc nghĩa, đồ phản bội như mày không đáng được làm quan. Ai đứng sau màn giam người thành quan, ta nghe lạnh lạnh khắp cả thân mình. Ngươi mau trần tình cho ta được biết, nếu ta hiền tiếp ngươi sẽ mang dòng. Xin mời hiền thê mau ra kiếm chuyện. Bẩm với lưu huynh, đây là tiệm nội châu Long, hài thế chồng từ đó đến nay. Giá vợ cùng huynh nên nghĩa trúc mai. Thật đáng đất hay, lưu bình ta là kẻ thô đồ bất tài, lại quan ghét em bao ngày. Anh quỳ xuống đây lại em ba lại, cái nghĩa chi bằng cho họ không thua tha đâu. Dân Châu Lâm nghiệp nguy, anh cũng xin có lời tạ cầu. Không có tuổi làm khổ cho em, nay lưu huynh đã mọi việc quân hầu máu máu dọn bài yếm tiệc, muôn cho nghĩa tình càng thêm thấm thiết. Cho dương lễ giới lưu bình siết chặt thâm giao. Em là non cao sừng sừng gió đời, anh là hát xoài nằm rừng dân. Ơn của anh lớn gấp trăm lần chứ nghĩa của đệ